Xin chào quý khách hàng đã trở lại với kênh Hiện Ra. Hôm nay bên mình vừa về một mẫu xe Toyota Camry đời 2019, và bây giờ mình sẽ quay tổng quan chiếc xe này cho quý khách hàng và các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Toyota Camry 2019, xe này là bản 2.5Q, bản cao cấp nhất của dòng Camry. Xe này thì được trang bị một cái màu sắc rất là đẹp, màu đen ánh đỏ, màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết mẫu xe này cho các bạn cùng xem. Xe thì 2019, lăn bánh chỉ mới có hơn 5 bạn, biển số tỉnh. Hiện tại hiện Toyota đang chào bán với mức giá là 920 triệu, mức giá cực kỳ hợp lý luôn. Đây là phần đầu xe, hầu như là phần tổng quan xe thì rất là kết cấu thì rất là đẹp luôn. Sơn zin quanh xe này. Camry là dòng xe cao cấp của cái gia đình Toyota rồi, nên những cái trang bị mà tốt nhất, hiện đại nhất sẽ được dành cho cái Camry với phiên bản cao cấp này. Phần đèn thì được trang bị là đèn bi kết hợp với một là giải LED. Phần đèn xe còn rất là sáng và trong luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay phần nội thất cho quý khách hàng xem. Nội thất chiếc Camry 2.5Q này được trang bị màu kem cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì nhìn rất là sáng và sang xe. Ghế tài và ghế khách là được chỉnh điện hết. Ghế tài là chỉnh điện 10 hướng, ghế khách là chỉnh điện 8 hướng. Vô lăng là chỉnh điện nha quý khách. Vô lăng chỉnh điện 8 hướng luôn, rất cool luôn. Xe này là được trang bị 3 chế độ lái gồm thể thao, normal và eco. Có luôn auto hold, thắng điện tử. Đây là cần số của xe, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Màn hình thì 8 inch, trang bị cùng với bộ loa hệ thống loa JBL 9 loa. Phiên bản này thì trang bị tới 7 túi khí nha. Túi khí là quanh xe luôn. Vô lăng rất còn rất là đẹp nha quý khách. Hầu như là còn hơn 90% như là xe mới vậy. Đây là khoang phía sau. Với bản 2.5Q này đó thì khoang người Việt ngồi sau đã trang bị một bộ ghế điện gồm là có rèm điện phía sau nè. Trang bị luôn là ghế chỉnh điện, chỉnh theo tùy thích cái độ ngã lưng, chỉnh bằng điện luôn. Và cái người ngồi phía sau á thì có thể chỉnh được cái ghế phía bên phụ hàng trước. Xe này có trang bị luôn cửa sổ chơi rất là to và đẹp. Xe này được chủ 24 cái bỏ mới luôn nha quý khách. Vậy quý khách chỉ cần có việc là xài thôi. Mâm xe còn nguyên bản 100%, chưa có một gọi là tì vết luôn. Với mẫu xe này thì nhà sản xuất công bố là 7,5 lít là đường tổng hợp. Còn nếu đi ngoài đô thị á, đường cao tốc á, là chỉ có 5,4 lít trên 100 cây thôi. Còn trung bình á, thì khoảng 11 lít, trong đô thị là 11 lít, còn đường trung bình á, là 7
khoảng 5 lít 100 cây, cũng khá là tiết kiệm với một mẫu xe hạng D cực kỳ sang trọng luôn. Xe sơn zin còn rất là đẹp nha quý khách, như mới luôn. Đây, quay tổng quan phần đuôi xe cho quý khách xem. Xe trang bị hai bô, nhìn rất là mẫu Camry này nhìn rất là thể thao luôn. Cốp xe này cực kỳ rộng rãi luôn. Rất là đẹp. Quý khách hàng có thắc mắc hay là muốn xem xe trực tiếp thì cứ tới bên mình nhé. Mình sẽ cho quý khách hàng trải nghiệm, lái thử và xem xe trực tiếp luôn. Và rồi, giờ mình sẽ mở khoang máy cho quý khách xem. Máy móc là còn nguyên bản luôn, còn rất là mới luôn và đẹp. Đây, nguyên bản 100%, cam kết là nguyên bản máy móc 100%, chưa lai tạp bất kỳ một con ốc nào hết. Còn rất là đẹp luôn á. Và rồi, giờ mẫu xe Camry này á là mình sẽ bên mình chào bán là 920 triệu đề 2019. Đây, mức giá cực kỳ hợp lý cho mẫu xe Camry 2.5Q nhập 100% Thái Lan. Còn mẫu xe này thì không còn gì phải bàn rồi. Và rồi bây giờ quý khách á muốn xem xe thì đến trực tiếp địa chỉ là 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức để được xem trực tiếp mẫu xe này nhé. Và liên hệ hai số hotline 0908666999 và 0901777888 để được tư vấn và trực tiếp mẫu xe này. Và rồi, bây giờ mình xin kính chúc quý khách một ngày làm việc hiệu quả và tạm biệt quý khách hàng thân yêu.